Hôm nay là 12 tháng 8 năm 2019. Sự ra là rất là bận. Nếu mà tôi không tranh thủ hôm qua, anh bệnh nhân bị zona thần kinh biến chứng. Bệnh nhân này đến từ bà đến từ Hà Tĩnh hay Nghệ An nhỉ? Nghệ An. Nghệ An à? Chỗ nào Nghệ An mà? Yên Thành. Thế này zona thần kinh thì tôi điều trị rất là nhanh khỏi. Một cái thể trạng mà nó nặng như thế này là nó cũng hiếm gặp. Tôi không quay nhanh lại để mấy người bệnh nhân lên khỏi thì không có tài liệu để mà tham khảo. Riêng tôi là cái biến chứng thì bệnh nhân này đi chữa rất nhiều nơi rồi, không có một tí kết quả nào. Bởi vì tôi có về nhà cũng bị, tôi biết tôi đã từng bị zona, tôi biết nó đau rát khủng khiếp lắm. Ta sẽ nhìn qua này. Chia sẻ về cái cách nhận biết trước. Mình biết là những cái phần phồng rộp lên sau khi để thành vết sẹo rất là dài, nó lan ra đằng trước ngực nữa. Nhân bị khá là nặng, ca nhẹ thì đơn giản. Lần nó lan tận đây mình biết rất là dài, đợt trước thì nhiều lắm thì nó nhạy cảm, nó không muốn bộc lộ ra làm gì. Trong trình điều trị như này là có hai cách lưu ý sau này. Đối với y học hiện đại thì họ dùng những cái thuốc dành cho để chấn những cơn đau, các cái cơn đi, như vậy cái triệu chứng không đánh vào được vấn đề, tuy nhiên bệnh nhân sẽ không bao giờ khỏi được. Phẫu thuật hoặc cắt hạch hoặc là tác động của dế thần kinh rất nguy hiểm. Đối với học cổ truyền thì làm như thế nào? Không có bất kỳ một tài liệu nào có thể nói chỉ rằng chữa zona thần kinh biến chứng hiệu quả. Tôi đã nghiên cứu đắp thuốc này, uống thuốc này, chích này, lễ này, rất nhiều vấn đề khác, bấm huyệt đều không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nhìn sơ qua và nhân zona thần kinh biến chứng thì nó ăn từ gốc rễ cho đến kinh lên sườn, nó đẩy sang bên, ôm trọn cái sườn của bệnh nhân rất đau. Trong quá trình điều trị thì chúng ta nên dùng kim dài, đây tôi dùng kim 25, kim 30, tôi châm lại kim dài đến đây, đây là những kim dài này, thì nó sẽ xuyên dọc xuống theo giáp tích, thì nó sẽ nuôi dưỡng được cái dây thần kinh bị tổn thương này, bệnh nhân sẽ khỏi. Nếu bạn nào không châm được kim dài thì châm kim 10, châm thẳng giáp tích, châm hất ra. Còn châm cung liên sườn, châm vòng ngược lại thì bệnh nhân sẽ khỏi. Ví dụ như huyệt xa chúng ta dùng dương tuyền, huyền trung hoặc là thái sung. Bà bị này lâu chưa bà? 1 tháng 3 tập. Bao nhiêu á? 1 tháng. 1 tháng à? 1 tháng là ta đây á. Nghe nghe xong ra đây thì bà hôm nay bị điều trị như thế nào? Nói chung họ cho uống thuốc thì chụp 10 thịt các đứa và tiêm. Tiêm nhỉ? Ngày 2 tháng. Ủa, ra đây của em không? Ra đây của em không? Ra đây nhá. Ra đây được 2 hôm ấy nhỉ? 2 hôm, 3 hôm nhỉ? Ra đây là 2 thì 3. 2 ngày tính được từ 2 ngày rồi. Tính là 2 ngày đi. Ra đây có thấy êm hơn không? Thấy được. Thấy được à? Tính Nghệ An của mình thì nó có nghe. Ra đây bắt buộc phải khỏi. Bởi vì mình xa ra đây thì tôi đã quyết tâm cho bà khỏi tốc độ thời gian nhanh nhất. Còn khẳng định là khỏi, là chắc chắn là khỏi, không phải lo. Chúng ta cứ lo cho cái liên sườn đã nhá, lo là biến chứng rồi nhá.